Em chào các bác, hôm nay em quay video là có một số những cái cây lan hồ điệp. Thì hồ điệp này nó là hồ điệp thơm. Cái này là cây lai Đài Loan và một số cái lai Đài Loan và cái cây hồ điệp trăm hoa, mọi người hay gọi trăm hoa cho dễ các bạn. Thì cây này thì màu nó rất là đẹp và nó rất là thơm quá, và hoa nó kiểu dạng hoa đuổi. Đây các bác, ví dụ nhìn nhìn cái cành hoa này, có nghĩa là nó ra một bông, nó tàn, xong ra bông, nó tàn, ra bông, tàn, ra bông, tàn. Sau đó nó ra bông đây, đang nụ đây, mai nó nở, nở xong nó lại tàn, xong nó lại bọn trên nó dài ra kiểu dạng hoa đuổi thế. Và cái này thì nó cũng tồn tại khoảng được đại loại là nó khoảng tầm độ vài bông, nhìn chung mà mình không thích thì mình có thể cắt nó đi, hoặc là đến khi nào mà nó yếu, có nghĩa là cần nó không thể hoa được nữa, thì là có nghĩa là cây 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 nó yếu rồi, có nghĩa là ra hoa nhiều rồi thì nó không không ra hoa nữa, thì là nó sẽ tàn và hỏng cái cành hoa này, hoặc nó sẽ giữ lại cái cành hoa này, nó sẽ giữ lại cành hoa như này này, đến khi nào nó đủ khỏe nó lại đẩy ra tiếp, nó lại dài ra. Và cái này thì mọi người có thể là trồng chậu này hoặc là ghép gỗ đều được các bác nhé. Thì cây hồ điệp này nó cũng là một cây khá là hay. Hai cây này thì một là cây trăm hoa. Cây trăm hoa thì đây, ví dụ như cây này các bác nhé. Đây như cây này đi. Em xin phép bán mấy cây hồ điệp trăm hoa là những cái cây size như này. 3 đến 4 lá, nhìn chung 3 4 lá đều như nhau. Quan điểm của em nó cùng size thì là cùng size thôi. Đấy, như cây này 4 lá, hoặc các bác em có thể lấy gửi cho các bác những cây 4 lá như thế này. Đấy, đại loại là những cây 4 lá như này hoặc là như này. Đấy thì là 400.000 cây hồ điệp trăm hoa các nhá. Hồ điệp trăm hoa là 400.000 cây. Sang cây bên này thì nó là cây hồ điệp thơm này, rất thơm. Cái này thì cái mã này là cái mã Abonit Lagianti. Đấy, cái này là cái thơm. Cái mã này thì em có 6 còn 6 cây các bác nhá. Màu này này. Màu dạng như này còn 6 cây. Thực ra nó là cây lai ấy, thì là nó sẽ dạng dạng cái này thôi chứ nó không giống hết 100% đâu các bác. Được cái là cái cây này rất là thơm các bác nhá. Ví dụ như cây này với cây này là cùng 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 mã lai này, Avanix lai GNT này. Đấy, cái này cùng mã lai, nhưng cái này lá như da báo, còn cái này lá nó giống hồ điệp hơn, đúng không ạ? Đại loại là mã lai. Mã lai thì cái mã cặp lai của Đài Loan. Các bạn đây. Cặp lai Đài Loan. GNT Avanix. Đấy, đại loại là một cái cây như này thì em bán là 200 200.000 một cây các bạn nhá. 200.000 một cây là hồ điệp thơm này. To cái nhỏ nó nhau. Thực ra thì nó cùng lứa, đại loại là nó khoảng từ 3 đến 4 lá, nhưng mà nó sẽ có cái dòng to nhỏ khác nhau. Cái bông này thì là em chưa tuyển bông nên chưa biết được các bạn. Đấy là một cái mã. Và sang cái mã bên này, đây cái mã bên này thì nó là cái cây Superzebra. Đấy, cái mã này lai, hai mã lai, nhưng mà nó là cái mã này thì đại loại là nó cái dòng thân lá nó tròn hơn, nhỏ hơn các bạn, lá tròn nhỏ hơn chứ nó không lá dài như cái kia. Đây là đây. Đấy, đại loại là lá nó nhỏ hơn đây này, bên này thế này, nhỏ hơn chứ nó không to thằng kia, lá bên này nhỏ hơn đấy, nó có cái nọ kia, vẫn là cái mã nó đây này. Mã này còn 6 cây các bác nhá, mã này là 6 cây, đại loại là nó là cây lai. Và bên này thì nó có một số những cái cây mà gọi là dạng màu xổ số. Xổ số thì em vẫn có các bác nhá, xổ số, tại vì là nó tem nó có thể là một số những cây mà tem nó bị nhầm. Em hiện tại em đang bán bằng tiền nhau các bác nhá, tem nó bị nhầm nên là hoặc là mất tem. Đấy, ví dụ như cái này mất tem này, mất tem hoặc tem bị nhầm thì nó vẫn là dạng xổ số, nhưng mà nhìn chung là nó là cây Đài Loan, nó lai ấy, thì thường là rất là ngon, và cơ bản thì cây này thì nó rất là thơm các bạn. Thì cứ mỗi cái cây này thì em sẽ bán là 200.000 một cây hồ điệp thơm các bạn nhé. Đây là một trong những cây xổ số thân lá này đang có nụ, cơ bản là đang có nụ hết đấy các bạn nhé. Em chỉ lấy cây đang có nụ đây này, cây này đang nụ này, đấy đang nụ nhỏ đấy các bác. Đấy thì em chỉ nhặt cái có nụ ra thôi, đây này. Đấy, đang có nụ. Nhìn chung nó có thể là hoa vàng chấm con này. Em nhìn nụ em đoán đoán như vậy. Tại vì nó có một số cây mà nó bị mất tem các bạn, thế nên là nó sẽ xổ số, và cái cây này thì nó là cây lai mà, nên là nó sẽ không có hoa giống hệt nhau 100%. Nó chỉ là dạng tương đối thôi các bạn, nó dạng tương đối. Thì các bác sưu tầm cái cây nào thì liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.